Toàn chức Pháp Sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 tập 4. Đưa lãnh thanh tới Hiệp hội Ma Pháp. Pháp Sư chỉ rũ hệ cũng chỉ miễn cưỡng khống chế tình hình nguy hiểm lại cũng không thể thanh tẩy hết các vật chất hắc ám trong cơ thể lãnh thanh trong thời gian ngắn được mà tiểu bình cũng coi như là lạc quan máu đã mất có thể bổ sung hai giường bệnh đặt chung một chỗ linh linh và mạc phàm ngồi bên nhưng trong lòng bất an hai người nghỉ ngơi trước đi bệnh nhân chưa tỉnh lại nhưng cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng tin tưởng dược phẩm của hiệp hội ma pháp chúng tôi sẽ cứu được hai người này phùng châu long vỗ vai mạc phàm và linh linh bảo hai người không cần lo lắng quá mức mạc phàm cùng linh linh cũng đã thấm mệt chạy từ ma đô đến chỗ của lãnh thanh thần kinh căng thẳng vì tên sát thủ đáng sợ kia, xong lại đưa hai người đến chỗ chữa trị. Qua phòng bên ngủ đi, yên tâm, tên sát thủ có năng lực quỷ dị, cũng không xông vào được hiệp hội ma pháp phía nam của chúng tôi đâu, Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm cùng Linh Linh đã chịu không nổi, sang phòng bên cạnh chợp mắt một tí, Phùng Châu Long phái người tới để ý Lãnh Thanh và Tiểu Bình, cũng coi như là tăng thêm một lớp bảo vệ. Đừng lo lắng, chị của em không sao rồi, Mạc Phàm an ủi Linh Linh. Chị mình xảy ra chuyện làm cô bé hoảng sợ, mọi lần sẽ nghĩ hết cách để đối phó nhưng riêng lần này chỉ có thể dựa vào vòng tay của mạc phàm có vẻ hơi bất lực ngoan ngủ đi nào mạc phàm bế linh linh lên giường đắp chăn cho cô bé linh linh mở to con mắt nhìn mạc phàm mạc phàm búng chán linh linh một phát mau ngủ đi em không quen khi có một người con trai ở trong phòng cùng em linh linh nói mạc phàm bất đắc dĩ đi ra ngoài đi dạo trên hành lang tinh thần của hắn khá mạnh không chiến đấu thì coi như là nghỉ ngơi rồi mạc phàm ngồi xuống định vào trạng thái minh tu để khôi phục ít ma năng thì điện thoại reo lên anh mạc phàm âm thanh lanh lảnh của tâm hạ vang lên làm cho lỗ tai của mạc phàm được thoải mái chỉ cần nghe giọng nói này là hắn muốn chui vào điện thoại để đến bên cạnh tâm hạ sau đó ôm chọn cô nương ngon miệng này vào lòng rồi xoa trên rồi lại xoa ở dưới nhưng mà mạc phàm còn chưa trả lời thì tâm hạ mang theo vài phần vui mừng nói đoán xem em đang ở đâu nè ồ oh, mạc phàm nhướng lông mày lên hỏi như vậy thì đoán chắc tâm hạ ở cách chỗ mình rất gần chẳng lẽ cuối cùng thần miếu Parthenon cũng thả tâm hạ ra, rồi lại mang cô ấy về nước. Gần đây Mạc Phàm đều ở trong nước, đã nói khi nào rảnh rỗi thì lại chạy qua thần miếu thăm tâm hạ. Ấy vậy mà chỉ hoãn tới tận bây giờ, làm cho hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Hai ra, yêu xa khổ lắm ai ơi, khi nào dịch chuyển tức thời mới tu luyện đến cảnh giới của thần đây. Thiết lập một cái không gian đại trận bên dưới thần miếu, khi nào nhớ tâm hạ là đến ngay được, nhân lúc tâm hạ đang ngủ say rồi lén lút trèo lên người, sau đó, he 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 tiểu viêm cơ nói cho ba ba biết mẹ nhỏ đang ở đâu mạc phàm vội vàng hỏi a à, sao anh lại làm thế tâm hạ không nghe theo cộng hưởng chung một trái tim tiểu viêm cơ biết rõ vị trí của tâm hạ nhưng con bé này đang ngủ say như chết mạc phàm chỉ trêu tâm hạ một chút mà thôi ở trong nước sao mạc phàm hỏi ừm tâm hạ vui vẻ trả lời ở mado mạc phàm hỏi tiếp không đúng tâm hạ mang theo một chút đắc ít điện hạ của tôi ơi ít nhất thì ngài cũng phải đội mũ vào nếu như bị nhận ra thì khá phiền phức đó. Trước đây với bây giờ ngài đã khác rồi, đi đâu ngài cũng phải nhớ mình là người ứng tuyển cho vị trí thần nữ của thần miếu. Hàng vạn tín đồ trên khắp thế giới đang lo lắng cho ngài, đừng cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ đang nói chuyện vui vẻ, bên cạnh cô ấy truyền tới một ngôn ngữ quốc tế, là giọng của một người già và Mạc Phàm có thể hiểu được những lời vừa nói. Hắn và Tâm Hạ nói chuyện qua điện thoại thì cũng có nghe Tâm Hạ nhắc tới lão hiền giả, nói nhiều, cẩn thận quá mức và tỉ mỉ. Nếu có thể nói ít đi thì sẽ trở thành một lão hiền giả hoàn hảo. Vậy thì em đang ở đâu? Đừng nói với anh là em ở Quảng Châu à nha." Mạc Phàm không để ý tới người mẹ già bên cạnh Tâm Hạ, liền hỏi tiếp. "Anh ngẩng đầu lên nhìn đi." Tâm Hạ nói. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, bây giờ hắn đang ở 70 tầng của tháp Quảng Châu, từ nơi này có thể nhìn được bầu trời đêm đen kịt bao phủ bởi sương mù. Mạc Phàm nhìn thì thấy có một chấm màu đỏ lóe lên trong bầu trời đêm, bay chậm chậm tới, giống như là muốn bay qua thành phố Quảng Châu. "Em ở trên máy bay đó à?" Mạc Phàm cười, hơi kích động. Ừm. Tâm Hạ cũng rất vui vẻ. Lần này cô ấy muốn tạo bất ngờ cho Mạc Phàm, mà cô biết hắn ở Tháp Quảng Châu cũng nhờ Tiểu Viêm Cơ. Em ngồi chỗ nào mà vẫn nói chuyện qua điện thoại được thế? Mạc Phàm nói. Anh Mạc Phàm à, anh quan tâm điều đó làm gì? Ha ha ha, em nhảy xuống đi, anh chắc chắn sẽ đỡ được em. Mạc Phàm nhìn máy bay chở khách phát ra ánh sáng đỏ lập lòe, càng lúc càng mong chờ. Ta ta không đồng ý, Tâm Hạ nói. Mạc Phàm trò chuyện với Tâm Hạ, thì Tiểu Bình đang nằm trên giường bệnh phát ra tiếng rên nhẹ. Người bảo vệ ở ngoài nghe thấy âm thanh thì liếc mắt nhìn, thấy là tiếng của bệnh nhân thì không để ý đến nữa, nhìn xung quanh một lúc. Sau đó ra ngoài xa xa châm điếu thuốc, tận hưởng cảm giác đê mê mà điếu thuốc mang lại. Thực sự thì tên sát thủ kia nếu không phải là pháp sư cấm chú, thì không thể nào đến được tầng cao của tháp Quảng Châu, rồi xuyên qua lớp đề phòng rồi gây án. Cho nên người bảo vệ cũng rừng dưng như không có vấn đề gì, chỉ có tốn thời gian. Bên trong phòng bệnh khá tối, điều này để cho bệnh nhân nghỉ ngơi tốt hơn. Tiểu Bình nằm trên giường, cổ được quấn băng, động mạch chính bị cắt đang, theo hiệu quả của thuốc cùng ma pháp chỉ dụ hệ hồi phục dần. Đột nhiên vết thương của Tiểu Bình chảy ra máu đen ngoài băng gạc, cứ như có thứ gì đó kỳ lạ trào ra. Máu đen trào ra nhanh hơn, cơ thể cô ấy khẽ run lên. Đột nhiên máu đen phát ra tia sáng kỳ lạ, ánh sáng làm hiện lên bóng của Tiểu Bình trên tường, phóng ra đường viền màu đen. Đường viền màu đen đứng dậy, phát ra tiếng bước chân rất kỳ lạ. Cái bóng không có mặt, quỷ ảnh rón rén bước tới giường của Lãnh Thanh giống như cười nhạo lực lượng bảo vệ, phát ra âm thanh cười đến đáng sợ. Bạch, bàn tay quỷ ảnh biến thành lưỡi kiếm, đột nhiên hướng đâm về phía ngực của Lãnh Thanh, trực tiếp đâm qua trái tim. Tuy rằng không để lại vết thương gì cho cô ấy, nhưng vật chất hắc ám cũng đã ngấm vào trong trái tim. Trái tim của Lãnh Thanh như một bông hoa bị ăn mòn, nhanh chóng héo tàn. A à, à, em, một tiếng hét chói tai là Mạc Phàm và Tâm Hạ xoay người, phát hiện âm thanh từ trong phòng bệnh của Lãnh Thanh. Mạc Phàm chạy như bay đến phòng bệnh, thấy Linh Linh ngồi bệt xuống, như hồn phi phách tán nước mắt cũng đang rơi ra như mưa mạc phàm chị em chết rồi chị em chết rồi linh linh thấy mạc phàm thì mới hồi phục lại được một ít tỉnh táo nhưng tinh thần thì hoàn toàn suy sụp vất vả đem lãnh thanh tới hiệp hội ma pháp chăm sóc hết sức cũng đã hồi phục lại được một chút vậy mà trong chốc lát đã rời khỏi thế gian tim không còn đập phùng châu long nói nói xong thì ông ta cũng không tin được vì sao lãnh thanh lại chết rõ ràng lão pháp sư đã nói là bệnh tình đã ổn định vậy mà giờ tim không còn đập vật chất hắc ám, Mạc Phàm nhanh chóng phát hiện ra khác thường, chỉ vào ngực Lãnh Thanh nói: "Mạc Phàm truy tìm khí tức hắc ám thì bắt nguồn từ vết thương của Tiểu Bình." "Chết tiệt." Mạc Phàm tức giận mắng, trên người Tiểu Bình có khí tức hắc ám, dĩ nhiên ti tượng điều khiển cái bóng của cô ấy để giết Lãnh Thanh. Loại thủ đoạn giết người này Mạc Phàm cũng chưa từng thấy qua, ngay cả Phùng Châu Long cũng há hốc mồm. Có người bảo vệ, vậy mà tránh án Lãnh Thanh vẫn bị người của sát thủ điện giết. Mạc Phàm, Mạc Phàm, em nên làm gì bây giờ? Linh Linh khóc lần trước mất đi người thân đã làm cho cô bé thành một người trầm mặc kiệm lời thành một người không sôi nổi tính cách như bà cụ non bi kịch phát sinh làm cô ấy trở về thành một bé gái ngoại trừ khóc lóc lặp đi lặp lại một số từ như loạn trí mạc phàm nhìn linh linh như vậy thì nội tâm cũng rất khó chịu hắn muốn tự tay làm thì tên sát thủ trà đạp mạng sống của người khác anh mạc phàm anh mạc phàm đã xảy ra chuyện gì sao âm thanh tâm hạ ở đầu bên kia điện thoại truyền tới những tiếng bi ai đau đớn về cái chết của lãnh thanh Truyền qua điện thoại làm Tâm Hạ nghe được rõ ràng. Mạc Phàm nghe tiếng của Tâm Hạ, nói: "Chờ em xuống máy bay rồi nói chi tiết, sau đó Mạc Phàm mới nhớ ra cái gì đó. Tâm Hạ, em có cứu được một người tim vừa mới ngừng đập không?" Mạc Phàm hỏi. Tâm Hạ không thể dùng tới phục sinh thần thuật vì tu vi quá thấp, mà phục sinh cần trả cái giá lớn, lần trước phục sinh tiểu Viêm Cơ đã trả giá bằng trái tim, mà bây giờ muốn cứu sống người khác thì đoán chừng lấy mạng đổi mạng, điều này Mạc Phàm biết rõ. Tuy nhiên thần miếu Parthenon có thể cứu sống người chết nếu có các pháp sư chỉ rũ siêu dai ở đây, cũng không thể phục sinh cho lãnh thanh được, nhưng mà tâm hạ làm thánh nữ thì cũng có một tia hy vọng. Ngài đang làm gì vậy? Nếu để điện mẫu biết được tôi mang ngài nhảy xuống từ độ cao 4.000 mét, thì tai tôi sẽ bị cắt xuống treo ở đầu giường. Ta ta dùng ngôn ngữ Hy Lạp, giống như đang cầu xin nói. Nhưng nói xong ta ta cũng đã kéo tâm hạ từ cửa thoát hiểm xuống, trước khi máy bay đáp xuống sân bay Bạch Vân. Một đôi cánh mày màu trắng to nhã như thiên Nga, ta ta mang tâm hạ bay trong bầu trời vọt tới tháp Quảng Châu hai chân của tâm hạ bất tiện, làm như này rất nguy hiểm nhưng khi nghe tình hình của lãnh thanh, thì cũng chẳng nghĩ được nhiều, nếu cứ làm theo nguyên tắc khuôn mẫu thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Phía dưới có cấm chế, à mà quên đi, trình độ cấm chế như này tôi vẫn xuyên qua được, ta ta nhìn thấy ánh đèn tháp Quảng Châu, miệng nói không ngừng. Bay xuống đỉnh tháp, những nhân viên phụ trách an toàn đều há hốc mồm, thời gian cấp bách cho nên tâm hạ và ta ta không kịp giải thích, vội vàng đi thang máy xuống tầng 70. Nhưng như vậy thì cũng đã muộn một ít phút, Hẳn là tim của lãnh thanh đã ngừng đập được 5, 6 phút rồi. Nếu trái tim ngừng đập 10 phút thì không thể nào cứu sống được. Bước ra khỏi thang máy, Tata ta nhanh chóng cõng tâm hạ đến phòng bệnh. Mạc Phàm thấy tâm hạ thì mừng rỡ như điên. Xin các chư thần tha thứ cho hành động điên cuồng này của tôi. Tata ta cầu xin lấy cầu xin để. Tâm hạ không để ý tới bà ấy, ngồi bên cạnh người lãnh thanh đã không còn nhiệt độ. Chấp nhận sự thật này đi, tôi là pháp sư chỉ rũ thứ ba của Hiệp hội Ma Pháp phía Nam rồi chẳng lẽ còn có có thể làm cho người chết sống lại sao? Một pháp sư chỉ rũ trung niên nói. Đừng nói gì cả, tâm hạ nói. Hừ, tiêu an trí bĩu môi khinh thường. Tâm hạ nhắm mắt lại, đưa bàn tay ôn nhu lên ngực vùng đầy vật chất hắc ám của lãnh thanh. Rất nhanh có một ánh sáng màu trắng sáng lên từng chút một. Ánh sáng này là sự chữa trị của bạch ma pháp, nhưng sâu bên trong là ánh sáng thánh màu xanh non. Mọi người không nói lời nào, chỉ nhìn tâm hạ chăm chú. Tâm hạ không nói gì, thần quang ngày càng đậm, cảm giác như thân thể cô ấy muốn trở nên trong suốt trong hào quang đó. Vật chất hắc ám không ngừng bị xua tan, ánh sáng nhè nhẹ ở trái tim khô héo của Lãnh Thanh dần dần có sinh khí, có dấu hiệu đập trở lại. Chuyện này, Phùng Châu Long đứng một bên, đã bắt đầu nghe thấy tiếng mạch đập cực kỳ yếu của Lãnh Thanh. Làm sao có khả năng này? Tiêu An Chí không tự chủ mà tiến về phía trước, con ngươi trong viền mắt như muốn lồi ra. Điện tâm đồ có một tí tẹo dấu hiệu chập trùng, như này có nghĩa là tim Lãnh Thanh đập cực yếu, cách cái chết không xa thường thì sẽ chết nhưng trong trường hợp này thì cho thấy có sự sống trở lại tại sao mấy người lại khinh thường thần thuật của patheno ai gù tội lỗi tội lỗi tôi vừa nói gì thế này tata ta nói lúc này bàn tay tâm hạ mới rời khỏi lãnh thanh trên mặt hiện ra vô cùng mệt mỏi đưa một người đã bước vào quỷ môn quan trở lại thế giới này tiêu hào khá lớn tinh thần lực tu vi của tâm hạ không cao cho nên khi thi triển a thần thuật sẽ rất uể oải tim cũng đã đập trở lại nhưng tôi cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian mà thôi tâm hạ quay đầu lại nói với mọi người kéo dài linh linh ngơ ngác hỏi đây là một loại điêu linh hắc ám cổ xưa nếu như có thể loại bỏ được căn nguyên thì những vật chất hắc ám trên người lãnh thanh sẽ tản đi khi vật chất hắc ám biến mất thì trái tim của lãnh thanh cũng sẽ hồi phục trở lại tâm hạ nói nghiêm túc ý của cô là sao tôi ở đây lâu như vậy rồi mà chưa nghe qua vật chất hắc ám căn nguyên hắc ám chỉ nghe qua người có nguyền rủa hệ thi triển ma pháp nguyền rủa với người khác nếu đánh bại người thi triển mới giải trừ được tiêu an chí nói ra quan điểm cá nhân không có một lão pháp sư chỉ rũ hệ nào sẽ thừa nhận y thuật của mình vô dụng huống hồ tâm hạ nói những lời quá bất hợp lý lão tiêu đừng kích động tôi cảm thấy cô nương này nói rất có lý tên sát thủ kia có năng lực hắc ám quỷ dị đặc biệt nhất định là năm giữ căn nguyên hắc ám nào đó tương tự như linh chủng hay hồn loại của một nguyên tố nào đó nguyên tố hắc ám của hắn có tính truyền nhiễm nếu không loại bỏ căn nguyên hắc ám của hắn thì tránh án lãnh thanh vĩnh viễn không thể khôi phục sức sống phùng châu long nói Vấn đề là tên sát thủ kia ẩn nấp trong thành phố, mà Quảng Châu lớn như nào thì mọi người cũng biết rồi. Đối phương ẩn nấp, chúng ta tìm khác gì mò kim đáy biển?" Tiêu An Chí nói. Mạc Phàm không để ý tới những lời tiêu cực của Tiêu An Chí, hỏi Tâm Hạ: "Giả như chúng ta tìm được tên sát thủ kia, đánh vỡ căn nguyên hắc của hắn thì em có thể cứu sống Lãnh Thanh được sao?" "Có thể, nhưng mà," Tâm Hạ nói những lời này, bàn tay đưa đến vị trí tim của Lãnh Thanh như là nắm lấy thứ gì đó, rồi đưa vào lòng bàn tay của Mạc Phàm, nói tiếp: khi toàn bộ cánh hoa héo tàn thì sinh mệnh của cô ấy cũng sẽ chấm dứt. Lúc này Mạc Phàm mới thấy một bông hoa được hình thành từ vật chất hắc ám, có 7 cánh hoa màu đen, trong đó có một cánh đã rất nhạt màu. Hắn cảm thấy chỉ cần thổi một hơi thì sẽ bay hết, nhìn qua Linh Linh đang rất thương tâm. Mạc Phàm nắm chặt bàn tay lại, giấu kín bông hoa màu đen, tức giận nói: "Tôi nhất định sẽ tìm ra hắn." Sát thủ điện, Ti Tượng, thật không ngờ thứ này lại bắt đầu làm loạn, ta ta nói. "Bà biết hắn ư?" Mạc Phàm hơi bất ngờ hỏi, "Chưa từng gặp qua." nhưng tôi biết thứ này ai dùng trước đó, hắn được gọi là mộ tượng. Còn ti tượng mấy người gặp hẳn là idol mới xuất hiện gần đây, ta ta nói. Vậy bà có cách gì tìm ra hắn không? Tâm hạ vội vàng hỏi. Ta ta lắc đầu nói. Tứ tượng trong sát thủ điện luôn được xưng là xuất quỷ nhập thần, kể cả có đem mấy lão già ở hiệp hội ma pháp cấp châu lục, thì vẫn không làm gì được bốn người đó. Cô nương kia đụng phải thứ không nên đụng, nếu không thì sẽ không bị một trong tứ tượng theo sát. Một người già như tôi đây có một gợi ý nho nhỏ, đừng lãng phí thời gian tìm nữa, trên thế giới này không có mấy ai tìm được những người đó, chỉ ít trong quốc gia của mấy người không có. Mạc Phàm đặt hai tay của mình lên bờ, vai yếu đuối của Linh Linh, nói: "Linh Linh, nếu em thật sự nghĩ cho chị em, muốn chị em được khỏe lại, vậy thì phải tỉnh táo lên. Chúng ta bây giờ không có cách nào để tìm ra tên sát thủ kia, anh hy vọng em có thể tỉnh táo vận dụng IQ của mình để tìm ra hắn, có biết không? Giờ chị em đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà chỉ có mỗi em để dựa vào, điều này cho thấy lãnh thanh tin tưởng em." tin rằng em có thể giúp chị mình vượt qua ải khó khăn này, vì thế em không được chùn bước, phải tỉnh táo lên, để còn tìm ra tất cả năng lực cùng tâm lý của tên sát thủ kia, trước khi bảy cánh, à sáu cánh hoa tàn thì tìm ra được hắn. Linh Linh ngơ ngác, nhìn Mạc Phàm với vẻ kiên định nghiêm túc bằng đôi mắt không có tiêu cự. Đôi mắt cô bé dần dần có thần thái, sự trưởng thành và cơ trí lớn dần theo từng ngày, một ngọn lửa kiên định bùng cháy từ sâu thẳm trong tim. Lau nước mắt trên mặt, Linh Linh ổn định lại cảm xúc còn nhanh hơn Mạc Phàm nghĩ, cũng vì là chuyện liên quan tới tính mạng của chị mình, mà không cho phép bản thân trở nên yếu đuối, khóc nhè như một bé gái. Linh Linh không muốn phải chờ đợi một kết quả thương tâm như lần trước, mà lần này có thể sử dụng sức mạnh của bản thân mình để cứu chị. Bà bà, thật sự là không có cách gì để tìm ra tượng giả sao. Thanh âm Linh Linh vẫn còn vài phần nghẹn ngào, mơ hồ hỏi. Ta có thể lấy thần miếu ra để thề, ta ta nói. Cho nên là không có cách để cứu sống sao, Phùng Châu Long cũng hỏi. Trong nước không có ai tìm ra được tượng giả, vậy thì lãnh thanh chắc chắn phải chết linh linh lắc đầu nhìn chị mình không có hơi thở của sự sống vừa nghĩ tới hình ảnh chị mình sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo cô bé càng trở nên kiên định hơn nói nếu đã không có cách nào tìm ra được thì phải làm hắn xuất hiện lúc này ta ta nở nụ cười quả thật gợi ý nhỏ mà bà ấy nói là mang theo ý nghĩa này nếu đã không ai trên thế giới tìm được tượng giả trừ khi chính hắn tự xuất hiện kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê Viu triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia